cái hành trình. Ngày 10 tháng 11, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hư Ba tổ chức chương trình giải pháp phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp đạt danh hiệu Doanh nghiệp xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn khi xu hướng tiêu dùng của người dân thay đổi, đòi hỏi doanh nghiệp phải có những cách thức tiếp cận để sản phẩm ngày càng tiệm cận với người tiêu dùng. Thấu hiểu vấn đề đó, ông Phạm Văn Trường, phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, để tạo dựng một cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi xanh nếu muốn tồn tại, phát triển và hòa nhập thị trường toàn cầu. Mục đích của báo Sài Gòn Giải Phóng cũng như là Hiệp hội Doanh nghiệp là muốn là chúng ta tạo dựng ra một cộng đồng doanh nghiệp, những con người, những tổ chức, những đơn vị mà cùng nhau hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Chúng ta cùng nhau vì mục tiêu bảo vệ sự sống, và vì cái mục tiêu đó chúng ta sản xuất ra những sản phẩm dịch vụ mà đáp ứng được mong muốn của người tiêu dùng, là làm sao phục vụ cho sự phát triển bền vững đó. Vậy thì từ khâu đầu vào, từ khâu nguyên liệu, quá trình sản xuất, quá trình tiêu dùng, quá trình khẳng định, lan tỏa cái sản phẩm thương hiệu đó là một cái hành trình mà chúng ta phải cùng nhau kết nối, cùng nhau tạo dựng sức mạnh cộng hưởng để có thể là đưa cái sản phẩm đó không chỉ là trở thành cái sản phẩm đi đầu tiên phong, mà nó còn làm sao để tiếp cận, lan tỏa, trở thành cái nguồn cảm hứng cho các doanh nghiệp khác đi sau tiếp tục theo bước chân của chúng ta để được khẳng định, để được tạo dựng một cái cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Để giải quyết những khó khăn vướng mắc, tiếp sức cho doanh nghiệp xanh phát triển bền vững, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố cho biết, cần thực hiện đồng bộ giải pháp kiềng ba chân. Trong đó, ban tổ chức xây dựng hệ sinh thái xanh khép kín từ khâu cung ứng nguyên liệu đầu vào thân thiện môi trường, đầu ra có nhận diện và ưu tiên tiêu dùng sản phẩm xanh, triển khai chiến lược phát triển thương hiệu doanh nghiệp xanh. Ở giải pháp phát triển đầu vào và đầu ra, ban tổ chức tiến hành rà soát kết nối doanh nghiệp trong hệ sinh thái doanh nghiệp xanh để hỗ trợ cùng nhau. Cùng với đó, làm việc với hệ thống phân phối trong và ngoài nước, thúc đẩy giải pháp khuyến mãi, tăng kích cầu tiêu dùng sản phẩm xanh. Về triển khai chiến lược phát triển thương hiệu, tại buổi làm việc, đại diện báo Sài Gòn Giải Phóng trình bày chiến lược phát triển thông tin. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ được khuyến khích tham gia hoạt động thông tin có điểm nhấn, nổi bật thương hiệu trên giải phẩm báo xuân của báo Sài Gòn Giải Phóng. Kế đến, đồng hành triển khai chiến lược truyền thông thương hiệu xanh cho năm 2024. Đặc biệt, các doanh nghiệp tham gia tích cực hoạt động xúc tiến kết nối giao thương thông qua chiến dịch tiêu dùng xanh sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2024. Tham gia chương trình, nhiều ý kiến doanh nghiệp rất đồng thuận với chiến lược truyền thông mà báo Sài Gòn Giải Phóng và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố đưa ra. Ông Nguyễn Thế Sĩ Quý, Giám đốc Marketing, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Vishan, nhấn mạnh, ngoài những hình thức truyền thông đa dạng bao gồm sản xuất video clip, talk show, bài viết, ban tổ chức cần mở rộng liên kết các đơn vị truyền thông khác để gia tăng nhanh và rộng thương hiệu doanh nghiệp xanh cho doanh nghiệp, để tăng cường hoạt động trải nghiệm thực tế, thông qua tổ chức các đoàn tham quan trực tiếp mô hình sản xuất của doanh nghiệp xanh, kết hợp xúc tiến kết nối giao thương. Bà Nhan Húc Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bao bì giấy New Toyo kiến nghị, cần tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo, diễn đàn với nhiều chủ đề khác nhau, nhưng lấy doanh nghiệp xanh làm hạt nhân cốt lõi, để thúc đẩy sự lan tỏa thương hiệu doanh nghiệp xanh đến cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng. Rồi làm thế nào để nhận diện những cái doanh nghiệp xanh ở cái hội chợ hiện nay là trong cái hệ thống thành phố thì rất là nhiều hội chợ của mình tổ chức đó.